buổi học ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ tìm hiểu về tiểu từ E. Tiểu từ E được vận dụng trong rất là nhiều những cái trường hợp. Như những buổi học trước chúng ta đã học là gì? Danh từ chủ địa điểm, danh từ chỉ địa điểm cộng với cả E, E và đi với đuôi 있습니다 hoặc là 없습니다, mang nghĩa là có cái gì ở đâu. Ví dụ như là chúng ta có gì nhỉ? 학교에 도서관이 있습니다. Có thư viện ở trường. Thế thì cái tiểu từ E nó cũng gắn với cái danh từ chỉ địa điểm và mang cái sự sở hữu, có nghĩa là có cái gì hoặc là không có cái gì ở đâu. Và trong buổi học ngày hôm nay chúng ta tìm hiểu thêm một công dụng nữa của E, đó chính là để chỉ thời gian, gắn vào với danh từ chỉ thời gian để cho biết rằng là cái hành động đó xảy ra vào lúc nào. Vào lúc nào. Và cái công thức của chúng ta là danh từ chỉ thời gian cộng với E, sau đó cộng với động từ, và mang nghĩa là vào lúc. Vào lúc. Vào lúc. Chúng ta xét ví dụ ở đây. 토요일에 친구를 만납니다. Chúng ta dịch từ cuối lên là tôi, chủ ngữ là 저는, tôi, có thể bỏ qua. Và 만납니다 là gặp gỡ. Tôi gặp ai? Đó là gặp bạn. Và 친구 sẽ thêm tiểu từ tân ngữ 은, rin, thêm rin vào. Tôi gặp bạn vào thứ bảy. Thế thì cái thứ bảy là danh từ chỉ thời gian. Thế thì gặp bạn vào lúc thứ bảy, vào thứ bảy. Thế thì ở đây cái tiểu từ E mang nghĩa là vào lúc hoặc là vào. Tiếp theo xét ví dụ thứ hai, chúng ta có 주말에 영화를 봅니다. 주말에 영화를 봅니다. 봅니다 là xem phim là 영화를 봅니다. Tôi xem phim vào cuối tuần. Hoặc là tương tự như vậy, chúng ta có thể thêm nhiều những cái chủ ngữ, ví dụ như là gì? 오빠가 주말에 영화를 봅니다. Hoặc là gì? 언니, 언니랑 주말에 영화를 봅니다. Xem phim cùng với chị vào cuối tuần. Một ví dụ tiếp theo là 12월 3일에 시험을 봅니다. Chúng ta có cụm từ là 시험을 보다 là thi, đi thi. Tôi thi vào ngày mùng 3 tháng 12. Thế thì ở đây sẽ là 3일에. E ở đây mang nghĩa là vào lúc, vào cái thời gian nào đấy. Và các bạn lưu ý với cô rằng đối với tiểu từ E chúng ta gắn với cái danh từ chỉ thời gian. Tuy nhiên một vài những cái trường hợp mà ngoại lệ là chúng ta sẽ không cần thêm tiểu từ E vào những cái danh từ chỉ thời gian đấy nữa. Đó là những cái trường hợp như là 언제. 언제 là khi nào. 언제 là từ để hỏi khi nào. Hoặc chúng ta có từ 그저께, hôm kia. 어제 hôm qua. 어제 hôm qua. 오늘 hôm nay. 내일 ngày mai. 모레 là ngày kia. Đối với tất cả những từ chỉ thời gian này, chúng ta sẽ không cần thêm tiểu từ E nữa. Ví dụ chúng ta sẽ kêu một câu sau đây là 어제 친구를 만났습니다. 어제 친구를 만났습니다. Thì chúng ta thấy ở đây có 만났습니다 là đuôi ở quá khứ, chúng ta sẽ tìm hiểu ở những bài học sau. Ở đây là ngày hôm qua, là sự việc đã xảy ra rồi, nên chúng ta sẽ chia thì quá khứ. Tôi đã gặp bạn vào hôm qua. Thế thì ở đây mặc dù chúng ta dịch là vào hôm qua, nhưng mà ở chê thì chúng ta sẽ không cần E nữa. Các bạn không cần thêm E vào đây làm gì nữa cả. Tiếp theo một cái ví dụ thứ hai là 오늘 백화점에서 쇼핑합니다. 쇼핑합니다 là mua sắm. Mua sắm ở đâu ạ? Mua sắm ở siêu thị. Và các bạn cũng thấy rằng chúng ta có cái từ chỉ thời gian là hôm nay.
chúng ta cũng không cần thêm e, chúng ta không cần nói là onure, không cần, không cần, bỏ đi, sẽ chỉ là 오늘 백화점에서 쇼핑합니다. Hôm nay mua sắm ở siêu thị. Và các bạn lưu ý cách đọc của từ 백화점. Như cô đã giới thiệu với các bạn, đối với những phụ âm cứng như là 기업 hoặc là 티켓, 티켓 mà khi chúng ta gặp âm hiết, âm h, thế thì sẽ chuyển thành là những âm bật hơi, 기업 sẽ chuyển thành khờ, khờ, và bỏ h, bỏ h đi, 티켓 sẽ được chuyển thành thờ, 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 và cũng bỏ h đi. Thế thì cái từ này chúng ta sẽ không đọc là 백, hoa, som, mà chúng ta sẽ đọc là 백화점, 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 được chưa ạ? 백화점. Và các bạn lưu ý những trường hợp đọc phát âm như bên trên cô đã hướng dẫn. Trong buổi học ngày hôm nay chúng ta đã tìm hiểu về liên từ nối và, oa, qua, hago, irang, rang. Một lần nữa lưu ý đối với các bạn là chúng ta dùng oa khi mà nối hai danh từ. Danh từ 1 không có bắt chim. Qua danh từ 1 có bắt chim hay không ạ? Đúng rồi, qua là có bắt chim. Hago thì sao? Hago thì chỉ cần nối hai danh từ với nhau, không cần quan tâm là trước đấy nó có bắt chim hay không, đúng không ạ? Còn đâu chúng ta dùng rang khi nào? Dùng rang khi nào các bạn? Đúng rồi, chúng ta sẽ dùng rang khi mà có bắt chim hay không có bắt chim nhỉ? Đúng rồi, không có bắt chim. Và y rang sẽ là có bắt chim. Và một lưu ý nữa là wa qua hako được dùng nhiều trong văn viết, và y rang được dùng nhiều trong giao tiếp hàng ngày. Và khuyến khích các bạn là khi mà chúng ta giao tiếp thì chúng ta để mà tự nhiên nhất, chúng ta sẽ dùng cái cặp rang và y rang rất là mềm mại, nhẹ nhàng, và người bản xứ, người Hàn cũng dùng rất là nhiều trong đời sống giao tiếp hàng ngày. Và ngoài ra thì trong buổi học ngày hôm nay chúng ta cũng đã học về tiểu từ e, mang nghĩa là vào lúc, chỉ rằng là xác định là một cái hành động nào đó xảy ra vào khoảng, vào hoặc tại cái khoảng thời gian nào đó. Và các bạn hãy ôn tập nội dung bài học ngày hôm nay, và bài ngày hôm sau chúng ta sẽ tìm hiểu thêm những cái cấu trúc ngữ pháp dần dần khó hơn một chút. Và tạm biệt các bạn. 안녕하세요.